Chiều ngày 4 tháng 4, tổ công tác gồm đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt BC08, công an thành phố Hồ Chí Minh cùng thanh tra sở giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã túc trực tại hai bến xe Cóc 391 và 397 Đinh Bộ Lĩnh trước bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh để xử lý tình trạng đón trả khách không đúng nơi quy định. Thời điểm tổ công tác có mặt thì cửa của hai bến Cóc này khóa kín. Chừng vài chục phút lại có xe ô tô không có khách, chỉ có tài xế cùng phụ xe chạy từ hai bến Cóc này ra ngoài. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, hai bến Cóc này vẫn hoạt động khi không có lực lượng kiểm tra. Còn theo thông tin từ lực lượng kiểm tra, thời gian qua chỉ phạt được khoảng 20 trường hợp đón trả khách sai quy định của hai bến xe này. Về hoạt động trá hình, lấn chiếm sông rạch tại hai bến xe 391 và 397 Đinh Bộ Lĩnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các ban ngành liên quan đã có nhiều văn bản chỉ đạo giải quyết sai phạm. Tuy nhiên, những sai phạm vẫn kéo dài đến nay. Ban tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản đề xuất Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân thành phố, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp Công an thành phố và Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh khẩn trương kiểm tra, xử lý dứt điểm hoạt động của hai bến xe. Báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố phương án xử lý nghiêm các trường hợp bao che nếu có. Tháng 8 năm 2019, Phòng Tài nguyên Môi trường quận Bình Thạnh tiến hành kiểm tra phát hiện chủ sử dụng khu đất 397 Đinh Bộ Lĩnh đã lấn chiếm sông Bình Triệu hàng trăm mét vuông. Do đó, ngày 16 tháng 3 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh ban hành quyết định 2008 trên QĐ CCXB cưỡng chế thực hiện khắc phục hậu quả, nhưng đến nay vẫn chưa cưỡng chế được.